Như vậy trong cái trang web học lập trình.io này, nó hỗ trợ cho chúng ta soạn thảo về HTML khá là ổn. Cho nên là các bạn sử dụng cái đường link này giúp thầy mới chuyển lên cho các bạn ở trên group Zalo đó. Học lập trình.io editor HTML. Như vậy cái trình này cho chúng ta soạn thảo HTML. Và trong cái đoạn code của chúng ta thì đã hỗ trợ cho các bạn một cái form mẫu. Một cái form mẫu. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái website của mình, thì các bạn lấy chính cái thông tin của mình luôn. Các bạn lấy chính cái thông tin của mình để các bạn soạn thảo lên. Thì lúc mà nó chạy lên cái website thì thầy biết đây là website của bạn nào. Thì các bạn copy cái thông tin của mình hôm trước mà thầy gửi trên Zalo luôn đó, về số thứ tự cũng như là mã số sinh viên, cũng như là tên. Ví dụ như là thầy cho bạn số 1 đi, Ctrl C. Các bạn sẽ ra đây, các bạn đổi lại cái title giúp thầy. Title. Như vậy chỗ này mình có thể là để hai chữ cho nó gọn lại cũng được. Đó là mình có số thứ tự nè. Dấu trừ cái. Rồi, như vậy cái title của mình đã hoàn thiện xong. Đối với lại phần CSS thì người ta viết ở đây với cái tên của cái file là style.css. Người ta ghi là phần body của chúng ta có khoảng cách dàn trang là 25 pixel. Title color. Thử như thế nào? Title color. Như vậy ở trong này đối với lại cái color của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ chạy lại. Ở chỗ này nè, cái chữ title ở chỗ này là cái chữ hello world các bạn. Các bạn đổi luôn cái thông tin ở phía dưới này. Nó có hai, chúng ta sẽ nhầm lẫn nha các bạn. Coi chừng các bạn sẽ nhầm lẫn. Cái chữ title này là cái thẻ để nó hiển thị lên trên này nè. Nó hiển thị lên trên này. Còn cái chỗ này là người ta để H1. Người ta để title thì nó bị nhầm lẫn. Chúng ta đổi lại chỗ này đi. Đổi lại chỗ này. Tiêu đề. Tiêu đề. Tức là chúng ta định nghĩa một cái CSS mới của chúng ta. Thì các bạn có dấu chấm tiêu đề. Và bên này các bạn đổi cái chữ title này lại thành chữ tiêu đề giúp thầy. Tiêu đề. Được chưa nào? Đổi lại chữ tiêu đề. Rinh lại. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có thông tin. Đã có thông tin của chúng ta ở đây. Là của bạn. Của bạn nào. Đó, mình chạy web lên là mình sẽ thấy luôn. Rồi mình sẽ chèn một cái thẻ hình ảnh. Chỗ này tại sao thầy sẽ đưa cái thẻ div này? Bởi vì chúng ta sẽ thiết kế một cái sản phẩm. Thì như một cái sản phẩm các bạn thấy là, ví dụ như là của FPT Shop đi. Các bạn thấy là trong cái sản phẩm của FPT Shop, người ta thường đưa một cụm mà hôm trước chúng ta cũng đã thiết kế Figma rồi đó. Đối với lại một cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ đưa hình ảnh nè, giảm giá nè, tên nè, giá, giá giảm và các cái nút, các cái button. Như vậy thì ở chỗ này đối với lại một sản phẩm, nó là một cụm các thông tin, thì chúng ta đưa các cái sản phẩm, các cái thông tin chung này vô một khối, thì chúng ta sẽ có thêm một cái khối đó là div, là nó sẽ giúp cho chúng ta chia cái văn bản của chúng ta, chia cái HTML ra thành từng khối, từng khối. Và thầy sẽ đưa vô đây một cái đường link về hình ảnh, và phía dưới là một cái chữ, một cái chữ để giới thiệu. Như vậy giả sử thầy chọn ở đây một cái bức ảnh bất kỳ, một bức ảnh bất kỳ, ví dụ thầy chọn một bức ảnh ở đây, cho ngang đi cho nó dễ ha.
và chúng ta lấy cái đường dẫn, thì có hai trường hợp thầy sẽ hướng dẫn các bạn là lấy cái đường dẫn trực tiếp từ trên mạng luôn. Lấy đường dẫn trực tiếp từ trên mạng thì chúng ta chọn cái ảnh xong thì các bạn click chuột phải, các bạn copy cái đường link, copy image link. Như vậy cái bài này nếu như mà chúng ta sử dụng cái ảnh này nó đang tồn tại thì web của mình mới thấy. Còn nếu mà cái chủ này người ta xóa bức ảnh này đi thì chúng ta không còn thấy nữa. Và chúng ta copy cái link này, chúng ta sẽ vô đây dùng cái thẻ là IMG. Đây, người ta đưa cho mình cái cấu trúc của IMG. Trong này nó có phần sọt là mình đưa cái đường dẫn của mình vô. Đưa đường dẫn vô đây. Rồi, ở phía sau của các bạn, ở phía sau của các bạn nó có cái phần là ALT. Trong trường hợp mà mình sợ là bức ảnh này nó không tồn tại thì người ta không biết là mình đang hiển thị cái gì chỗ này, thì chúng ta đưa cái ALT này để nó hiển thị cho chúng ta cái thông tin. Nếu trong trường hợp mà không còn nhìn thấy bức ảnh này nữa thì chúng ta cũng thấy được cái chữ ở đây là chữ gì đó. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng cái chữ đó. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ cho đây là hoa gì, chúng ta chú thích vô. Rồi, đó là về phần ảnh chúng ta đã đưa xong. Đối với lại phần thẻ ở phía dưới, chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn văn bản, làm văn bản để chúng ta đưa cái tên này lên. Ví dụ chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ A để đưa văn bản. Thẻ A để đưa văn bản và liên kết. Còn không thì các bạn sử dụng thẻ B trước đi. Thẻ B, các bạn đưa cái tên của cái hoa vô đây. Đưa cái tên của cái hoa vô. Rồi mình chạy. Và cái hoa này hiện nay nó size rất là lớn. Size rất là lớn cho nên mình cũng không thấy rõ được cái hoa. Không thấy rõ được cái hoa. Thì mình có thể cho chỗ cái thẻ image này nè. Cái thẻ này mình sẽ thêm cái thuộc tính là rộng. Thuộc tính là rộng. Rộng giả sử như các bạn cho 200 pixel. Cho 200 pixel. Và mình chạy lại. Được chưa nào? Như vậy ở đây các bạn đã thấy là mình có được màu của chữ. Vì sao mà chỗ này các bạn không thấy được cái màu? Bởi vì mình sẽ copy cái nội dung này ra trên cái web của mình để xem thử là nó có thấy được cái chữ hay không, rồi mình sẽ chỉnh sửa sau. Như vậy đối với lại cái bài này thì sẽ ví dụ các bạn sẽ làm một cái dự án và mình chọn ở trong cái thư mục của mình. Bạn có thể lưu cái dự án của mình ở bất kỳ thư mục nào. Và mình chọn New Folder. Các bạn đặt cái tên dự án ở đây và không dùng tiếng Việt có dấu. Không dùng tiếng Việt có dấu. Hôm trước mình dùng tiếng Việt có dấu và mình ném nó bị báo lỗi đó. Thì các bạn dùng tiếng Việt không dấu giùm thầy. Và ở đây các bạn sẽ chọn là ASM để mình làm cái bài assignment luôn. Rồi, bên trong này các bạn nêu cho thầy một cái file TXT. File TXT của mình, hôm trước các bạn hỏi thầy là thầy tạo ra thì nó có chữ TXT mà sao em tạo không có. Là do trong cái menu view của các bạn, ở cái phần mở rộng này, chỗ mà file name extension này là phần mở rộng file các bạn không chọn, cho nên nó không hiện. Mình chọn vô đây để cho nó hiện cái phần mở rộng ra. Thì lúc mình đổi tên file, các bạn đổi luôn cho thầy cái đuôi này, thầy đổi luôn cái đuôi TXT luôn là index.html. Thì dưới đây nó sẽ hỏi là có chắc rằng đổi không. Đổi.
thì của mình nó đã chuyển thành cái biểu tượng của trình duyệt. Biểu tượng của trình duyệt tùy theo trong web của trong máy của các bạn chọn trình duyệt nào thì nó lấy biểu tượng trình duyệt đó. Đồng thời mình tạo new một cái folder là CSS. Trong cái folder CSS này các bạn new cho thầy cũng tương tự một cái file, và mình đổi đuôi của cái file này luôn là style.css, đổi cái đuôi thành CSS. Mình đặt tên gì thì tí nữa mình gọi đúng cái tên đó là được. Và tương tự nó hỏi là có đổi không. Mình đổi xong. Bây giờ mình sẽ copy code từ bên cái trình của mình qua đây. Nếu như các bạn double click để mà các bạn chạy là nó chạy luôn. Còn mục đích của mình là mở lên để sửa nội dung, thì các bạn có thể là chọn open with, các bạn chọn với một cái trình soạn thảo nào đó. Hoặc là ở trong này nếu như mà các bạn có cài Notepad thì nó sẽ cho các bạn edit. Ở đây view. Rồi thầy sẽ chọn open with. Còn nếu mà các bạn mới cài Notepad thì nó sẽ cho các bạn cài ha. Mình chọn choose other app. Thầy sẽ tìm đến Notepad. Mỗi lần thầy control F4 lên là nó bị mất chuột ha. Notepad đi. Rồi cái trình soạn thảo của mình ở đây, các bạn sẽ copy cái đoạn code này nè, Ctrl A. Mình click chuột vô đây mình mới Ctrl A nha. Chứ nếu như bạn Ctrl A từ bên ngoài là nó copy nguyên cái web vô á. Click chuột vô cái trình soạn thảo mình mới Ctrl A thì nó chỉ copy cái phần này thôi. Rồi mình dán vô đây. Đó là trình soạn thảo của mình. Lưu lại. Tiếp tục. Bạn sẽ qua cái phần CSS này nè. Ctrl A. Đó, bạn qua cái phần CSS nè, Ctrl A, Ctrl C. Và mình vô cái CSS của mình cũng tương tự, các bạn click chuột phải. Các bạn chọn open with, các bạn chọn với lại cái trình soạn thảo của mình là Notepad đi. Trình soạn thảo của mình là Notepad đi. Rồi dán vô. Như vậy mình đã có được hai cái nội dung mình đã có xong. Bây giờ các bạn chạy cái đối tượng này lên. Đây thông tin title của mình nè, 01 Minh Anh. Ở dưới này cũng thông tin của mình. Sau đó thì cái hình ảnh đây, chữ đây. Tại vì trình soạn thảo bên kia người ta để nền màu đen, cho nên chữ của mình màu đen mình không thấy. Được không? Chữ của mình màu đen mình không thấy. Còn ở bên này mình đã chuyển thành nền trắng thì cái chữ màu đen mình thấy. Vậy thì ở chỗ này cái màu này mình có muốn đổi hay không? Như vậy ở trong cái phần tiêu đề mình đã đổi màu, color, đổi màu. Như vậy mình xem thử là tại sao mà nó không nhận được cái màu này của mình. Ví dụ như mình đổi thành màu đỏ luôn đi cho nó dễ nhận thấy. Vậy sao nó không nhận thấy được đây? Để kiểm tra lại cái code của mình. Tiêu đề index class tiêu đề H1. Style.css. Rồi, ở chỗ này của mình
Các bạn biết lý do tại sao mà nó không nhìn thấy không? Tại vì ở bên này mình để cái file CSS là nằm bên trong một cái thư mục con, cho nên chỗ này mình để thêm là CSS xịt thì nó mới thấy được cái đường link của mình. Lưu lại. Rồi mình ra web mình refresh lại thử coi. Nó đã thấy được cái màu. Đó là cái nội dung. Bây giờ thầy sẽ chèn thêm một bức ảnh, mà bức ảnh này thầy lưu trực tiếp trên cái web của mình luôn. Thì ở trong này thầy tạo thêm một cái thư mục là image. Tạo thêm một cái thư mục image ha. Nó cùng với lại thư mục CSS luôn. Nó cũng giống như thư mục CSS luôn. Ở bên trong thư mục dự án của mình nha. Như vậy đây là CSS, đây là image. Và thầy sẽ tải một bức ảnh về đây. Tải một bức ảnh thầy lưu về đây. Như vậy trong ảnh này thầy sẽ tải một bức ảnh về hoa. Bức ảnh ngang luôn. Bức ảnh ngang. Và thầy sẽ lưu bức ảnh này về. Lưu bức ảnh về. Đây, bức ảnh là có đuôi là JPG. Mình sẽ lưu vô cái thư mục của mình lúc nãy. IMG. Và các bạn để một cái đơn giản thôi. Cái tên ngắn thôi. Row Queen. Lưu. Như vậy trong thư mục của mình nó đã có được rồi các bạn. Có được rồi. Bây giờ mình cũng có được một cái hoa tương tự. Và ở chỗ này các bạn sẽ copy cái, để thầy mở bằng cái notepad cộng nữa ha, cho nó dễ nhìn. Đó. Rồi như vậy thì ở chỗ này mình sẽ copy cái div này nè. Copy cái div này. Thêm một cái hoa ở dưới nữa. Thêm một cái hoa nữa thì ở chỗ này cái đường link này các bạn. Cái đường link này nè. Từ ngay cái chỗ dấu hai chấm này, dấu nháy đôi này cho đến dấu nháy đôi sau là cái phần sọt á. Mình xóa đi và mình để vô đây đường dẫn của mình là image. Xịt. Cái tên file mình lấy đúng cái tên file này mình bỏ vô. Đúng cái tên file này bỏ vô đây. Tên file. Rồi cái tên ở phía dưới mình cũng đổi lại cho nó tương ứng. Như vậy mình đã có được hai bức ảnh. Bức ảnh trên là mình sử dụng trên mạng. Bức ảnh dưới là mình sử dụng ở ngay trên dự án của mình. Lưu lại. Và mình ra cái thư mục của mình chạy lại thử xem nó có lên được hai bức ảnh của mình hay chưa. Đã lên được hai bức ảnh. Một bức ảnh là nó có đường link trên mạng, một bức ảnh là nó có đường link trong dự án của mình luôn. Được không nào? Đấy. Như vậy thì các bạn đã có được chèn được ảnh nè. Bây giờ trong trường hợp mà mình mất cái ảnh này đi, hoặc cái ảnh trên mạng mà nó không còn tồn tại nữa. Giả sử chỗ này cái đường dẫn nó bị sai JPG mà thầy chỉ có gõ là JB thôi. Đường dẫn nó sai, tức là bức ảnh này không tồn tại. Đây, thì ở chỗ này, đây là cái thông tin. Nếu trong trường hợp mà bức ảnh không tồn tại thì nó hiển thị cái chữ này. Nhưng mà chữ này sai hay đúng? Sai, không đúng ý của chúng ta. Vậy chúng ta sửa tiếp ở chỗ này. Đây, ALT nè. Đây là ảnh hoa hồng. Rồi lưu lại F5.
Như vậy trong trường hợp nếu như bức ảnh của chúng ta tồn tại thì nó hiển thị bức ảnh lên đây. Còn nếu bức ảnh không tồn tại thì nó hiển thị câu thông báo để người ta biết chỗ này chứa cái gì. Như vậy chúng ta đã thêm được ảnh, thêm được chữ chú thích, thêm được cái gì? Trong trường hợp mà không xuất hiện đối tượng thì nó sẽ xuất hiện cái gì? Đó là nội dung của buổi hôm nay chúng ta làm thêm. Như vậy thì đối với bài này, các bạn sẽ dựa trên cái nội dung này, các bạn sẽ làm lại giúp cho thầy đối với lại cái bài assignment của mình. Thứ nhất là một cái trang chủ. Như vậy trong cái trang chủ đó, chúng ta sẽ có cái cấu trúc. Tí nữa thầy sẽ đưa cho các bạn một cái menu. Nó có một cái menu ngang. Ở phía dưới nó có một cái trang shop, tức là có sản phẩm giá bao nhiêu, tên của sản phẩm là gì. Rồi mình có một cái trang là chi tiết sản phẩm, là sản phẩm đó có những cái thông số đặc biệt nào. Được chưa? Rồi có một cái trang là đăng nhập, đăng ký. Và tất cả cái đó mình sẽ liên kết vô cái menu để mà nó hoàn thiện thành một cái trang web, Và chúng ta sẽ upload cái trang web đó lên website. Là mình kết thúc cái phần assignment. Thì đây là phần 1 các bạn sẽ làm và hoàn thiện cái bài tập này tại lúc này. Thầy sẽ hướng dẫn thêm để các bạn hoàn thiện cái bài assignment.